Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Tôn giáo và đời sống. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ đầu năm 2018 và cũng như là không khí Giáng sinh vẫn còn tràn ngập khắp nơi và đặc biệt trong cộng đồng của chúng ta. Thì hôm nay trong không khí lễ hội Giáng sinh cũng như đầu năm mới 2018, chương trình Tôn giáo và đời sống của đài SCN 51.3 rất là hân hạnh được sự nhận lời mời của Linh Mục Đặng Phước Hòa, hiện nay là đặc trách tu viện Thánh Clemente tại Houston, đã nhận lời mời của chương trình để tham dự chương trình Tôn giáo và đời sống tuần này. Thì trước hết xin kính chào. Vâng, kính chào anh Hưng Yên và kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì trong không khí Giáng sinh vẫn còn tràn ngập như vậy thì chúng tôi chọn một cái đề tài là Chúa Giáng sinh hôm nay để mà cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Đặng Phước Hòa trong một cái chủ đề rất là thời sự hiện nay, đó là những ngày Chúa Giáng sinh rất là ấm áp bình an của chúng ta. Thì trước hết á, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi những điều mà có lẽ là những người Kitô giáo thì có thể hiểu nhiều, nhưng những người đồng hương chúng ta thì có lẽ là chưa hiểu rõ hơn. Thì thưa cha, cái ngày Chúa Giáng sinh sẽ người Kitô giáo biết được từ những cái tài liệu nào, từ cái nguồn nào để mình có được cái ngày mừng Chúa Giáng sinh ạ? Vâng, ngày lễ Chúa Giáng sinh thì là dựa vào Kinh Thánh ạ. Dạ vâng. Vâng, dựa vào Kinh Thánh để mà cho biết rằng là Thiên Chúa Ngài sẽ sai con của Ngài đến với thế gian, sống với con người và cứu con người khỏi mọi tội lỗi của họ. Rồi bây giờ là ngày nào thì theo như là lịch sử cho biết, đó là vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ tư sau công nguyên là đế quốc Roma họ mừng một cái lễ gọi là thần mặt trời, là vào ngày 25 tháng 12. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm đó là mặt trời tới sớm hơn, chứ còn chúng ta thấy là khoảng chừng đâu tháng 9, tháng 10 là tối và ngày dài, đêm dài hả, đó ngày ngắn. Nhưng mà ngày 25 là bắt đầu là nó về cái mùa gần mùa xuân rồi, cho nên là mặt trời tới sớm hơn và người Roma đó họ ăn mừng về cái việc mà mặt trời tới sớm. Đó thì bên Công giáo khi mà vua Constantinople mà trở lại đạo đó thì là bên giáo hội Công giáo mới dùng cái ngày mà lễ của người gọi là người ngoại giáo đó, của người Roma mà không có tin đạo đó, để mà ngài đổi lại thành là cái ngày mà Chúa Giêsu ra đời. Dạ vâng. Vào ngày 25 tháng 12. Bởi như vì... vậy có nghĩa là trong Thánh Kinh không ghi ngày không... Chúa sinh ra đời. Vâng. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không ai biết ngày Chúa hạ thế. Vâng. Và chỉ đạt cái sự quy định và chọn ngày thôi phải không? Vâng, vâng đúng ạ. Dạ đúng, vâng. Đúng như vậy. Dạ vâng. Lúc nãy thì cha Hòa có nói tới là Thánh Kinh có ghi về sự ra đời của Chúa Giêsu. Như vậy Hưng Yên là người ngoại đạo, còn chúng tôi cũng thực là chia sẻ. Như vậy thì Thánh Kinh ở đâu có? Ai là người viết Thánh Kinh và Thánh Kinh có là từ ngôn ngữ gì, rồi như thế nào là Thánh Kinh đó là làm sao? Vâng. Xin cha chia sẻ thêm nữa. Vâng, theo người Kitô giáo tin, đó là Thánh Kinh do Thiên Chúa linh hứng để cho một người ở thế gian đó họ viết. Và Thiên Chúa Ngài dùng cái người viết đó, chẳng hạn giống như là một người chẳng hạn như Thánh Luca là một người y sĩ. Dạ vâng. Thì viết Thánh Kinh thì Thánh Luca Ngài viết theo cái khả năng của Ngài, theo cái sự hiểu biết của Ngài, vốn từ của Ngài có. Bây giờ là Thiên Chúa Ngài dùng Thánh Matthew, là ông đó là một người thu thuế, thành ra có lẽ là ông giỏi về con số nhiều chẳng hạn như vậy. Vâng. Hay là văn chương ông có, cho nên là Thánh Matthew Ngài viết Kinh Thánh theo cái khả năng của Ngài, nhưng mà được Thiên Chúa Ngài linh hướng soi dẫn giúp cho cái vị Thánh đó, chẳng hạn là Matthew hay là Luca đó, viết theo ý của Thiên Chúa. Vâng. Đó. Một điều rất là kỳ diệu phải không ạ? Yeah. Nghe rất là Hưng Yên nghe cảm thấy lần đầu tiên Hưng Yên được nói rõ điều đó. Nhưng mà một điểm một chút đó thưa cha, khi mà một cái người đó, cái lúc viết đó như cha nói là một y sĩ. Vâng. Rồi viết theo những cái lời Chúa linh ứng để viết. Như vậy thì cái lúc đó thì cái người dân chúng như vậy đó thì làm sao tin được là những lời đó là do Chúa linh ứng? Vâng.
Vâng, cảm ơn anh. Đó là trước khi mà Luca hay là Matthew hay là Marco, Gioan viết cái kinh thánh của mình đó, thì là các ngài thu thập tài liệu, các ngài nghe ngóng, các ngài đi hỏi chuyện, các ngài đi gặp những nhân chứng còn sống thời đó. Đó, rồi xong là các ngài thu thập tài liệu lại, rồi có thể các ngài sẽ coi những cái người mà đã viết trước, chẳng hạn như là Thái Marco là viết tin mừng trước. Dựa theo cái ký ức của Thánh Phêrô là ông thầy của mình. Mà Thánh Phêrô đó là đồ đệ ruột của Chúa Giêsu. Đó cho nên Marco viết kinh thánh trước theo như là Thánh Phêrô giảng như thế nào thì là Marco ghi lại như thế đó. Đó, rồi Thánh Luca và Thánh Matthew khi mà viết đó dựa vào cái tài liệu của Marco. Đồng thời là mình muốn chẳng hạn như là mình muốn cái tin mừng của mình chuyển tải một cái sứ điệp nào đặc biệt của Chúa Giêsu. Cho nên là các ngài chọn những tài liệu hay là chọn những nhân chứng theo cái khuynh hướng của mình. Dạ vâng. Chẳng hạn như là Thánh Luca ngài viết tin mừng bởi vì là ngài là bác sĩ, mà khi bác sĩ là có cái lòng thương người. Dạ vâng. Cho nên là ngài chú trọng vào vấn đề thương, về vấn đề tình yêu, về vấn đề mà cứu giúp con người. Dạ vâng. Chẳng hạn như là có những cái ví dụ mà Thánh Luca ngài viết, có lẽ anh cũng biết, đó là chẳng hạn người con hoang đàn. Dạ vâng. Hoặc là người Samaritano nhân lành. Những cái đó mà có thể là chúng ta thấy nó trải dài, nó bàn bạc ở trong cái xã hội mà Kitô giáo. Chẳng hạn như có những nhà thương gọi là nhà thương Samaritano. Đó, hoặc là có những cái kịch, hoặc là những cái buổi mà tĩnh tâm của các giáo xứ này chứ kia, thì lại dựa vào cái tâm tình người con hoang đàn để nói rằng là tâm tình của chúng ta là những người tội lỗi, những tội nhân, bây giờ muốn trở về với Thiên Chúa, mang một tâm tình của người con hoang đàn. Đó thì là, đó là cái đặc biệt của Luca. Dạ vâng. Cảm ơn Linh Mục Đặng Phước Hòa. Nhưng mà thực sự mà nói tới tôn giáo thì càng nói thì càng hê, càng hay. Cho nên chúng tôi cũng phải quay trở lại với chủ đề là Chúa Giáng Sinh trong lần này. Và chắc chắn rằng trong những chương trình kế tiếp, cha Hòa sẽ tiếp tục công tác để mà chia sẻ những chủ đề muôn trùng tôn giáo, thì nói hoài cả đời, cả nhiều kiếp cũng không hết được. Cho nên thì bây giờ chúng ta quay lại cái Chúa Giáng Sinh, sự kiện Chúa Giáng Sinh. Bây giờ trở lại, chúng ta thường nghe là trong hang Bethlehem Chúa sinh ra đời, trong hang đá lạnh giá, mảng cỏ, hang lửa, vân vân. Như vậy thì tiện thể thì có đã qua những lời hát, qua những lời truyền lại, nhưng mà tiện thể đây thì xin mời cha chia sẻ là lúc Chúa sinh ra đời, cái hoàn cảnh lúc đó ra sao, cái khu cái khung cảnh đó như thế nào, và Kinh Thánh ghi lại ra làm sao ạ? Vâng. Theo như chúng tôi dựa vào trong Kinh Thánh của Thánh Luca và Thánh Matthew, dạ viết vâng về cái hoàn cảnh mà Đức Giêsu ngài Giáng Sinh. Dạ vâng. Đây thì đầu tiên hết, tức là Thánh Luca ngài viết là sứ thần Thiên Chúa, tên là Gabriel, được Thiên Chúa sai đến để mà truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Dạ vâng. Để mà Đức Trinh Nữ Maria có thể cưu mang con Thiên Chúa. Dạ. Rồi khi mà Đức Trinh Nữ Maria thư tiếng gọi là xin vâng để mà chấp nhận cái lời đề nghị của Thiên Chúa và cưu mang con của Ngài ở trong lòng của mình, đó thì là Đức Trinh Nữ Maria mang thai. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó là trước khi mà Đức Trinh Nữ Maria cưu mang con Thiên Chúa thì Ngài đã đính hôn với một người nam rồi, tên là Giuse. Gọi là bây giờ Thánh Giuse. Dạ, Thánh Giuse đó. Thì khi mà Thánh Giuse ngài khám phá rằng là cái người gọi là hôn thê của mình đã có thai đó, thì Thánh Giuse muốn gọi là từ bỏ, thứ như là không có tố cáo, tại vì là thời Do Thái thời đó đó là những người phụ nữ nào mà mang thai mà không phải do chồng của mình là sẽ bị ném đá chết. Thì là sẽ như vậy. Cho nên là Thánh Giuse thương yêu Maria, cho nên là không muốn tố cáo Maria để bị ném đá chết, và Thánh Giuse muốn gọi là âm thầm rút lui. Nhưng mà Thánh Giuse đó được thiên thần báo mộng rằng là cái thai mà Maria đang cưu mang trong lòng của mình đó, là không phải là do ăn nằm với một người nào khác, nhưng mà do chính Thiên Chúa đã tạo nên cái Đức Giêsu ở trong lòng của Ngài. Thì là Thánh Giuse mới chấp nhận cái chương trình mà Thiên Chúa đã đặt cho Maria và dạ cho vâng chính mình. Cho nên Thánh Giuse chấp nhận rước Maria về nhà của mình làm vợ của mình. Đó thì nhưng mà là tới cái lúc mà Maria còn sinh đó, thì là người Roma muốn gọi là kiểm tra dân số, coi thử là cái tỉnh đó, cái làng đó bao nhiêu người. Và người Roma muốn rằng là người nào ở đâu đó phải về nguyên quán của mình mà khai sổ. Chẳng hạn như là
tôi là Giuse là người quê ở Bethlehem, phải về Bethlehem. Anh ở Jerusalem, anh phải về Jerusalem. Anh ở Nazareth, anh phải về Nazareth. Và dù anh ở đâu không biết, nhưng mà anh về gốc của anh khai sổ. Đó thì là Giuse mới từ là Nazareth đi bộ đưa Maria về Bethlehem để mà khai sổ bộ, bởi vì là gốc của Giuse là ở Bethlehem. Và khi mà đi tới nơi đó thì Giuse không tìm được cái chỗ cho hai người trọ. Thành ra là mà trong lúc đó là Maria lại sinh. Tới thời gian phải sinh. Thế thành ra là Thánh Giuse với Maria mới tìm một cái chỗ gọi là hang lừa, một cái chuồng bò. Một cái chỗ mà như là mình không phải trả tiền mà gọi là có thể là mình sẽ dùng cái chỗ đó để mà đương nấu qua đêm chẳng hạn vậy. Thì chính nơi đó Đức Trinh Maria sinh Đức Giêsu ở trong hang lửa, hang Bethlehem. Đó. Thì đó là chúng tôi dựng vào trong Kinh Thánh, và trong Kinh Thánh đã biết như vậy. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, một câu chuyện chúng ta nghe hoài, nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin khác nữa khi mà chúng ta chưa hiểu. Có một điểm mà chúng tôi thắc mắc là một chút đó, chúng tôi không hiểu thì hỏi thêm cha Hòa, là Đức Chúa Giêsu, chúng tôi tạm gọi một cái từ bình dân đó, là được tạo ra, được có những cái bào thai đó, được tạo ra không phải từ một người nam và một người nữ, chỉ là một cái phép lạ, phải không ạ? Vâng. Cái này thì xin cha nói thêm được một chút để cho mà người ngoại đạo có thể hiểu thêm, vì nghe đó thì khó mà hình dung ra được. Và đặc biệt là khi nói là Đức Đồng Trinh Maria lại mang thai rồi sinh con thì nó hơi là khó hiểu, cũng như là khó tin đối với những người không tin Chúa. Thì xin cha phân tích thêm là ta nói là Thiên Chúa có nghĩa là Đức Chúa Trời, phải không? Vâng. Thì tạo ra một cái bào thai trong lòng của Maria trinh nữ. Thì cha có thể phân tích thêm một chút để mà có cái sự gọi là tỏ tường hơn đối với người nghe không ạ? Vâng, trước khi nói chứ đó thì là chúng tôi nói cái này một chút xíu thôi, nhưng mà dạ nếu vâng. mà đào sâu thì chúng ta không có giờ. Dạ vâng. Chúng tôi phía bên Kitô giáo tin rằng là có một Thiên Chúa, nhưng mà một Thiên Chúa nhưng mà có ba ngôi vị, đó là ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Dạ vâng. Ngôi Cha đó là để mà sáng tạo cả vũ trụ trần gian. Dạ vâng. Và ngôi Con là Đức Giêsu đó, là Ngài xuống thế để mà cứu chuộc nhân loại. Và ngôi Thánh Thần là ngôi thứ ba đó, là để thánh hóa con người ta, cho con người ta có một sự sống thánh linh. Đó, cho nên là Đức Giêsu khi mà Ngài được nhập thể và được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang á, là do theo như Kinh Thánh, do quyền năng của ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Dạ vâng. Ngài là một Thiên Chúa nhưng mà Ngài là ngôi thứ hai. Đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria qua quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần. Đó thì là của ngôi ba đó. Thì như là trong Kinh Thánh, ngày trong Kinh Thánh mà Thánh Luca ngày viết là khi mà Đức Trinh Nữ Maria nói là tôi không có gì nữa, tôi không có biết người nam, tôi không có ăn ở với người nam, thì làm sao tôi mang thai? Cái chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Bình thai thì là Thiên sứ Gabriel ngài nói là cái thai mà bà sẽ cô mang đó, cô sẽ cô mang đó là do quyền năng Đức Chúa Thần. Đó, thành ra là những phía bên Kitô giáo tin rằng là do quyền năng Chúa Thần mà Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Dạ vâng. Không có sự can thiệp của người đàn ông. Dạ vâng. Mà do quyền năng của Đức Chúa Thần. Mà khi mà Đức Trinh Nữ Maria cưu mang Con Thiên Chúa đó, thì phía bên Công giáo tin như thế này. Để mà chọn mặt gửi vàng thì là Thiên Chúa phải chọn một người rất là tốt đó. Dạ. Bởi vì là Con Thiên Chúa mà. Con Thiên Chúa mà, chẳng hạn như bây giờ tôi đưa một thí dụ, chẳng hạn như bây giờ là ông Tổng thống Trump chẳng hạn như vậy. Ông gửi con của ổng đi tới một cái chỗ nào cho nó, chứ hay là du sinh chẳng hạn như vậy. Dạ vâng. Thì ông phải chọn một cái trường tốt chứ. Dạ vâng. Ông phải chọn một cái nhà nào hay là một cái người nào tốt ông mới chọn, chứ không phải là ông chọn một cái chỗ mà gì là một cái chỗ mà gì là hang trộm cướp hay là tại là Thiên Chúa cũng vậy. Ngài muốn con Ngài xuống thế làm người, nhưng mà là Ngài phải chọn một người thật là xứng đáng với cái bản chất của Ngài là Thiên Chúa để mà Ngài xuống thế. Dạ vâng. Cho nên Ngài chọn Đức Trinh Nữ Maria. Và theo như phía bên Công giáo tin là để mà chọn Đức Trinh Nữ Maria thì bởi vì là Thiên Chúa không có tội, Thiên Chúa là đấng rất là thánh,
Cho nên là để mà được nhập vào lòng Trinh Nữ Maria thì Đức Trinh Maria phải là tinh tuyền, phải là sạch, phải là sạch. Dạ vâng. Thì là con Thiên Chúa mới có thể đậu thai ở trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Dạ vâng. Cho nên là Thiên Chúa từ đầu Ngài đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria là không có tội, sạch, tinh tuyền, một con người rất là tốt, mình cái tội đó là rất là tốt, rất là tinh sạch để mà con Thiên Chúa đầu thai ở trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó thành ra là chúng tôi tin như vậy, và theo như sự thường chúng ta cũng thấy vậy. Khi mà chúng ta gửi gắm một người nào hay chúng ta làm đó, thì chúng ta phải chọn một người có uy tín chứ. Dạ vâng. Một người nào là chúng ta có thể tin cậy được chứ. Chứ còn chúng ta đâu có phải là đụng ai chúng ta cũng có thể là gửi gắm con của mình, đụng ai chúng ta cũng có thể gọi là gì đó làm bạn người với người kia, không được. Dạ vâng. Mà là đây là Thiên Chúa. Dạ vâng. Cảm ơn cha. Nhưng mà Hưng Yên nghe cha nói thì Hưng Yên lại có thêm một thắc mắc nữa. Như vậy đó, đôi khi nói cái chủ đề nhỏ này thôi mà thắc mắc nhiều. Được chưa? Như vậy có nghĩa rằng là trước khi Đức Chúa Giêsu, Đức Đồng Trinh Maria hạ sinh Đức Chúa Giêsu đó, thì đã có người dân đã tin tưởng vào Thiên Chúa rồi. Đúng. Có nghĩa đã có đạo tôn giáo, công giáo rồi. Vâng. Hay sao thưa cha? Vâng. Giờ chưa, lúc là Do Thái chỉ tin một Thiên Chúa mà thôi. Là Thiên Chúa. Nếu mà chúng ta đọc, vâng, nếu mà chúng ta trong Kinh Thánh thì là Thiên Chúa Ngài mặc khải từ từ, tức như là Ngài cho con người biết từ từ về Ngài. Dạ vâng. Thành ra là Ngài đã chọn dân tộc Do Thái để mà Ngài tỏ tình thương của Ngài cho dân tộc Do Thái, rồi từ dân tộc Do Thái để mà con Thiên Chúa Ngài sinh ra từ dân tộc Do Thái. Thành ra Ngài chọn một dân tộc để mà từ dân tộc đó Đấng Cứu Thế sinh ra. Dạ vâng. Và từ dân tộc đó Ngài cho họ biết từ từ về Ngài. Thành ra là từ khi mà tạo thiên lập địa cho đến là gì đó, trước khi Đức Giêsu chào đời và cho tới bây giờ, người Do Thái đó vẫn tin một Thiên Chúa hết, một Thiên Chúa, một người hết. Nhưng mà là từ khi Đức Giêsu Ngài sinh ra và Ngài đi giảng đạo đó, thì Ngài cho người ta biết thêm đó là một Thiên Chúa nhưng mà có ba ngôi. Dạ vâng. Đó, thành ra là cái từ thì Thiên Chúa gì đó hướng dẫn giáo dục dân của Chúa là dân Do Thái đó từ từ, và bây giờ tới giáo hội Thiên Chúa mặc khải từ từ. Thành ra là chúng ta thấy là đấy, để mà nói ngôn ngữ của Thiên Chúa đó và cho chúng ta đó, thì Thiên Chúa phải dùng cái phương pháp tiệm tiến từ từ. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ là mình ở thế kỷ thứ 21, có những cái này những cái văn minh như thế này, máy móc rồi iPhone vân vân. Bây giờ anh trở về 1000 năm trước, anh nói với họ. Dạ vâng. Không ai tin được. Dạ vâng. Không ai tin được. Dạ vâng. Thành ra là Thiên Chúa cũng vậy. Bây giờ nếu mà Thiên Chúa tới với con người mà nói một cái ào như vậy, chúng ta không thể nào tin được. Chúng không, ta không thể nào hiểu được. Không thể nói rằng là ở đây có thể nói chuyện với cách xa bao nhiêu nữa quả địa cầu được không ạ? Vâng. Cảm ơn Linh Mục. Có một điểm này nữa thì có nghĩa là con muốn làm rõ cái chỗ này, có nghĩa là Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, chúng tôi con thường nghe như vậy, có nghĩa là Ngài có một cái gọi là toàn cái sức mạnh để mà tạo ra một đưa con mình vào trong lòng của Đức Mẹ Maria. Cái này hơi tò mò mà vừa vui, nhưng mà vừa hỏi cha, Kinh Thánh có giải thích như vậy thì tại sao Đức Thiên Chúa không có tạo ra, không có nhiều những cái Đức Chúa Giêsu để mà cứu rỗi nhân loại mà chỉ có một người thôi. Vâng, cái điều rất là hay ạ. Vâng, thì bởi vì là chỉ có một ngôi hai thôi ạ. Yeah. Vâng, chỉ có một ngôi hai thôi. Và Ngài không có muốn là Ngài ba đầu sáu tay để Ngài làm chuyện đó. Ngài muốn là Ngài xuống thế, Ngài cho con người biết về tình thương của Thiên Chúa đối với con người như thế nào. Yeah. Và Ngài chờ đợi con người đáp trả lại tiếng của Ngài dạy. Bởi vì là theo như các thánh giáo phụ nói đó, cái sai lầm nhất của Thiên Chúa cho con người đó là cho con người cái sự tự do. Cho nên là Đức Giêsu Ngài đến, Ngài giảng dạy, Ngài mặc khải cho mọi người biết là Thiên Chúa là Cha. Bây giờ Thiên Chúa mời gọi mọi người đừng có hận thù nữa, đừng có ghen ghét nữa, nhưng mà sống hòa bình với nhau, yêu thương nhau và trở về với lại Thiên Chúa. Đó, nhưng mà là cái người mà nghe chấp nhận hay không là họ. Dạ vâng. Cảm ơn cha Đặng Phước Hòa. Thì chúng tôi vừa hết cái phần 1
Và chúng tôi sẽ dành vài phút cho thông tin thương mại. Chúng tôi nghe cha Hòa phân tích và chia sẻ những cái thông tin mà phải nói lần đầu tiên chúng tôi nghe, và những cái thắc mắc mà vừa thắc mắc vốn có và vừa thắc mắc phát sinh chúng tôi được giải đáp rất là thú vị. Chúng tôi hy vọng là quý vị đang xem làn sóng vừa những người Kitô giáo, những người Công giáo và những người ngoại đạo cũng rất là hấp dẫn để muốn lắng nghe cái những cái chia sẻ, và chúng ta có thêm những cái kiến thức về tôn giáo và đặc biệt là Công giáo trong ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.